Phân biệt 6 bệnh đường hô hấp thường gặp khi chuyển mùa. Phần 1. 3 bệnh lý đường hô hấp trên. Cấu tạo đường hô hấp trên bao gồm mũi, khoang mũi, hầu và thanh quản. Đây là nơi mầm bệnh thường xâm nhập vào cơ thể nhanh nhất. Đầu tiên là bệnh cảm cúm. Với triệu chứng điển hình, sốt cao, đau đầu, đau cơ và thời gian có thể kéo dài lên 3 tuần. Ngoài ra còn kèm mệt mỏi, hắt hơi, chảy mũi, tắc mũi, đau họng, ho và tức ngực. Thứ hai là bệnh viêm xoang. Viêm xoang có 4 loại: xoang trán, xoang sàn, xoang bướm và xoang hàm. Tất cả các xoang đều có lớp lót gọi là niêm mạc hay là mô mềm. Triệu chứng điển hình là đau nhức, sốt, chảy dịch, nghẹt mũi, nhức mũi và bệnh thường khó phát hiện khi ở giai đoạn đầu bởi các dấu hiệu không đặc trưng. Chỉ khi bệnh nặng thì các triệu chứng mới rõ. Thứ ba là bệnh viêm thanh quản. Với các triệu chứng điển hình, sốt cao hoặc là nhẹ, kèm ho, đau họng, nuốt vướng, thở rít và khàn tiếng.